thì quen nhau cũng 8 năm. Nhưng mà khi đi để lại cho em lá thư, khi hiếu và tình không thể vẹn tròn. Mời bạn nam. Mời đi bạn. Mời bạn nữ. Em chào chị Cát Tường, em chào anh Quyền Linh và quý vị khán giả. Rồi, xin mời bạn nữ, chúng ta có thể giới thiệu về sơ yếu lý lịch của mình. Cẩm Tú là tên một loài hoa, cũng là tên của em ạ. Em năm nay 29 tuổi ạ. Hiện tại thì em đang làm việc một chuyên viên tư vấn ở bệnh viện Nhân Ái ạ. Em quê ở Quảng Bình ạ. Tư vấn về cái gì? Dạ, em tư vấn cho những người bị nhiễm AIDS giai đoạn cuối ạ. Bây giờ mình nghe bạn trai mình giới thiệu nha. Em tên là Trường, em là kỹ sư phần mềm. Hiện em đang công tác tại bệnh viện quốc tế Đồng Nai. Kỹ sư phần mềm. Dạ. Nhưng công tác tại bệnh viện là như thế nào bạn? Dạ, là em viết phần mềm cho bệnh viện, tất cả liên quan tới phần mềm là em làm cả. Ôi, bạn nói bạn bao nhiêu tuổi? Dạ, năm nay em 30 tuổi. 30. Chị Cát Tường. Rồi. 29 gặp 30 cũng được. Rồi. Bạn có những cái điểm mạnh gì? Tâm lý và biết quan tâm chăm sóc bạn khác giới. Ví dụ vậy. Vậy sao? Ê. Dạ thì em cũng có ba mối tình, nhưng mà mối tình đầu em á thì lúc đó còn học sinh, còn ngây dại. Mình bỏ qua mối tình học sinh đi. Dạ, còn mối tình thứ hai á thì quen nhau cũng 8 năm. Nhưng mà bạn nữ thì vì chữ hiếu nên phải định cư ở Canada. Khi đi để lại cho em lá thư, khi hiếu và tình không thể vẹn tròn. Yeah, coi như là lâm ly với đát. Dứt áo ra đi luôn ha. Em thuộc luôn lá thư đó luôn. Thuộc sao mình đọc một đoạn nào hay nhất. Ông xã ơi, hãy để em gọi anh thật nhiều. Và sau hôm nay chỉ xem anh là một người bạn. Ông xã ơi, rồi cuối cùng là xem người bạn. Dạ. Rồi mối tình thứ ba sao bạn? Có lâm ly bi đát không? Mối tình thứ ba thì em quen tháng 5 năm rồi, tưởng chừng như là cưới. Nhưng mà khi mà gặp hai bên gia đình thì gia đình bên kia nói chung là môn đăng hộ đối. Mọi người ta không có muốn gia đình em xuất thân từ lao động. Tình yêu của họ không có lớn để đủ vượt qua cái khó khăn như vậy. Bao năm rồi? Một năm rồi. Một năm rồi đó hả? Dạ, 30 tháng 4 vừa rồi là đám cưới người yêu cũ lại mời em đi đám cưới nữa. Trời ơi, cuộc đời anh này bi đát quá. Có khi nào mình khóc chưa bạn? Có rồi chị, em chùm khóc luôn mà. Rồi mấy lần vậy là bạn gái mình có dỗ mình không? Trời ơi, em bị người ta đá, em khóc mình, nó đâu có dỗ em đâu. Em có thích đàn ông khóc không? Em thích một người nào đó nam tính siêu ạ. Khóc đâu có liên quan gì, nam tính thôi, em nam tính người ta vẫn khóc mà. Dạ, khóc thì ủy mị quá. Ủy mị quá hả? Dạ. Thế còn bạn thì sao, có bao nhiêu mối tình rồi? Cũng có hai mối tình ạ, cũng tương đối dài, 3 năm ạ. Nhưng mà gặp nhau thì tương đối ít nên là không thể đến với nhau được. Bạn muốn tìm một người đàn ông như thế nào? Điềm đạm, trung thủy, không có gia trưởng, không có hút thuốc lá. Bạn trai có gia trưởng không? Dạ em không có chị. Em quen bạn gái em cưng lắm, cưng như trứng vậy. Có hút thuốc lá không? Dạ không biết hút. Bạn có keo kiệt không? Em không có keo, em có nhiều. Chơi hết nhiều hả? Dạ, bị gái dụ là cho hết. Trời ơi. Người yêu em nhõng nhẽo là em cũng chi hết. Hay và hát vào đó được á nha. Bạn tìm người yêu lý tưởng như thế nào? Cái quan trọng là biết yêu thương, là tiếp người của gia đình, biết lo lắng quan tâm là được. Bạn có cái điểm mạnh gì? Em cũng biết làm những công việc của đàn ông một tí xíu ạ. Ví dụ? Như là sửa điện, sửa ống nước rồi làm phụ hồ. Cái gì? Sửa điện, sửa ống nước làm phụ hồ. Dạ. Với một cái thân hình vóc dáng mảnh mai như thế này. Em từ nhỏ sống với mẹ, cuộc sống kinh tế cũng khó khăn ạ. Cái cụ nói nhỏ quá, để anh qua anh nghe coi coi sao mà. Dạ em chào anh nhỉ. Sửa ống nước đi làm phụ hồ. À vậy à. Anh bên đây anh dễ cảm động lắm. Bây giờ em cần gì ở người đàn ông nào? Dạ em cần một người biết cảm thông, biết chia sẻ. Bạn bên đây là cảm thông lắm, cảm tình lắm, cảm động lắm, chia sẻ lắm, chia đôi không? Tức là một người cảm động nhiều á, là người đó rất là chân thành. Dạ. Nhưng mà giờ muốn lấy chồng chưa? Dạ muốn, em phải lên đây chứ. Lấy liền không? Dạ lấy liền càng tốt ạ. Anh bên đây chắc cũng lấy liền, anh đây tình cảm lắm. Anh lấy liền, lấy liền. Lấy liền hả? Em cũng chuẩn bị rồi. Hả? Em cũng chuẩn bị rồi. Đây gì? Là thiệp cưới em tự thiết kế. Trời. Cảm ơn chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Trời ơi. Cái gì vậy? Thiệp cưới Bạn Muốn Hẹn Hò luôn nè. Đâu đâu đâu, đưa coi với. Trời ơi. Có tên cô chị dâu. Thiếu tên cô dâu vậy? À. Trời đã định duyên đôi lứa. Có thơ để đọc đi. Đọc, đọc đi. Trời ơi. Lễ tân hôn 2017. Thơ kìa, thơ bên kia. Trân trọng kính mời Bạn Muốn Hẹn Hò. Rồi, trời đã định xe duyên đôi lứa, trong muôn người anh lựa chọn em, là duyên là nợ êm đềm,
tơ hồng xe kết bên thềm mùa xuân. Xin hỏi cái bài thơ này là em làm hay là em chế, em lụm đâu ra? Em lụm trên mạng cái gì ơi. Hỏi đọc đi. Tưởng đâu thơ của đây là hỏi đọc đi. Trời ơi. Nhưng mà cái công sức em thiết kế là cái sự chân đúng thành rồi, đúng chị. Rồi. Tưởng thơ không làm đọc hỏi không thì không bỏ vậy. Không đọc. Thì nói thôi chứ công sức làm cái thiệp này là cũng có chủ đích rồi ha. Dạ, giờ là quyết chí đám cưới phải không? Dạ em để 27 đó chị. Chỉ thiếu tên cô dâu nè. Rồi bây giờ đã có chuẩn bị gì để đám cưới chưa? Dạ thì vốn cũng có một ít đủ làm đám cưới. Lấy nhau về ở đâu? Quan trọng bạn nữ thôi, ở với mẹ em cũng được. Thích ở riêng thì mình sẽ kiếm chỗ nào đó mình ở gần đây tiện hai bên. Cũng lớn tuổi rồi. Với lại cái quan điểm tình yêu của em á, cái gì đã bắt đầu thì em không bao giờ muốn kết thúc. Em không thích bị gãy gánh giữa đường. Nói chung là em định hướng đám cưới là vậy, em thiết kế trước cho em. Bạn không thích điểm gì á Ngưỡng gái? Bạn nói thủ tục xe xu lè loẹt được em không thích rồi đó. Ví dụ như nhộn tóc vàng khè em không thích. Em thấy với bạn bè em gái nó dữ lắm, nó nhậu ghê á. Em chơi với bạn nhậu đi, nói thủ tục không? Đó rồi, bạn gái bên này có nhậu đó nha. Em nhậu khi mà trong công việc là cần phải giao tiếp thì là nhậu, nhưng mà nói chung là có kiểm soát ạ. Uống được mấy chai? Em cũng không biết bao nhiêu, nhưng mà khi uống á thì em cảm thấy như vậy là đủ rồi thì em dừng lại ạ. 10 không? Em cũng không có đếm ạ. Không có đếm có nghĩa là phải chục đổ lên. Bên kia cao thủ võ lâm rồi đó. Hôm nay bạn nữ có đi với người thân không bạn? Dạ hôm nay em đi với một đại gia đình T luôn ạ. Tuyên, Tuyến, Tú, Thắm. Dạ người giới thiệu. Tuyên, Tuyến, Tú, Thắm, Tú. Đây là bạn của em hay sao? Dạ bạn thân và bạn đồng nghiệp ạ. Chào các bạn thân và các bạn đồng nghiệp. Dạ em chào chị, em chào anh Quyền Linh. Em là bạn thân với Tú từ hồi nhỏ tới giờ, nhà hai đứa gần nhau. Em nói về Tú trước ha. Về Tú thì những cái tiêu chuẩn mà anh đặt ra về người bạn gái hay là người vợ tương lai của anh á, thì em thấy Tú là vượt quá những cái tiêu chí đó luôn á. Là một người phụ nữ dành cho gia đình, Tú thì rất là nhạy cảm. Nếu như khi mà Tú mà đang cảm xúc hay là nóng giận hay là có thái độ nó hơi ngoài tầm kiểm soát một chút xíu á, thì anh có thể nhún nhường á. Thì em nghĩ là hai người anh thì dễ nhịn bạn gái lắm. Bình thường anh cái gì anh cũng nhường trước hết á. Dạ nhường nhưng mà phải có một chút men nha anh. Đúng rồi, phải men 100%. Dạ, thì em nghĩ là mong hai người có một cái happy ending. Hay quá. Thì cưới có sẵn rồi. Bạn trai mình có đi với ai không? Dạ, em đi với mẹ em chị. Dạ. Chào bác. Chào Quyền Linh với Cát Tường. Bác cảm thấy cháu gái đây rất là tốt. Nhưng mà bác cũng mong muốn là cháu gái làm sao nắm được thằng con trai bác, chứ đừng để nó nắm con. Thì bác không muốn vậy. Tại vì bác là phụ nữ, bác đã đời cả khổ rồi. Thì phải nắm thằng chồng mình, chứ đừng để thằng chồng mình nắm mình. Trời ơi, quá dữ. Em con rất là cảm ơn điều kiện bác dành cho con ạ. Con hy vọng con cũng sẽ nắm được anh ạ. Anh dễ lắm lắm. Có một người mẹ chồng như vậy thì quá tuyệt quá vời. Quá tuyệt vời luôn. Thôi mình kéo màn lên cho hai người gặp mặt đi. Dạ em cảm ơn ạ. Quan điểm về tình yêu của em như thế nào? Yêu là phải chung thủy, yêu là phải cưới liền tay ạ. À thì anh cũng vậy, cưới vợ cưới liền tay để lâu ngày nó hôi ê. Cái gì hôi ê? Từ anh dễ lắm, em nắm anh chỗ nào cũng được á. Ủa em làm ở đâu em? Dạ hiện tại em đang làm ở tỉnh Bình Phước ạ. Vậy thí dụ quen nhau thì làm sao? Dạ thì em tỉnh đi ạ. Vậy không lẽ mình chạy lên, anh chạy lên Phước người ta thăm em à? Trời. Dạ không lẽ. Không phải. Chứ không lẽ người ta chạy xuống. Không không, nhưng ý em nói là chỗ Bình Phước là chỗ nào á mà. Không thì thật ra anh cũng không quan trọng vấn đề mà xa hay gần. Yêu phải yêu hết mình. Đó giờ anh mà quen ai á, anh đi công tác xa cả trăm cây số mà anh vẫn chạy về. Lễ lộc anh phải chạy về, anh chở người yêu anh đi rồi khuya 3 giờ anh lại chạy lên lại chỗ công tác. Từ ở đây qua châu Phi ta còn yêu nhau được mà. Nếu mà xa thì mình rút ngắn cái khoảng cách cưới lại thôi. Đúng rồi. Đúng rồi, hay quá, thiệp cưới có rồi. Rút liền, rút ngắn luôn. À bây giờ bạn đi, bây giờ bạn. Nếu mà cưới nhau thì bây giờ là ai di dân tới chỗ của ai? Đó. Chắc em di dân á. Đó, vậy đúng. Em về thì anh xin vào bệnh viện cho em làm trong bệnh viện quá gần. Xin được không? Nhà em cách bệnh viện có mấy bước chân. Vậy được rồi đó, không được anh hỗ trợ cho. Dạ em ổn định quá rồi. Đi đưa nó đi. Chưa chưa để nó nói, còn chưa cái này chưa đưa được đâu. Được rồi. Rượu của kia không bấm, đưa gì.
đưa lẽ anh ghi tên anh vô. Lại rồi. Anh nhìn thẳng vào mắt anh ấy đi, thấy có gì lé lên chưa? Dạ, long lanh long lánh ạ. Long lanh long lánh hả? Dạ. Bạn trai cảm nhận về bạn gái như thế nào? Ở lần đầu tiên thấy bạn gái dễ thương. Mà thật ra là em cũng có cảm tình với Quảng Bình. Quảng Bình quê ta ơi. Nói chung là em kết rồi nha. Kết mà nói một câu gì đó. Nói câu gì ngọt ngào hết sức rồi để động viên bạn ấy coi. Thì cái hộp đó là nó thể hiện sự chân thành rồi. Không, khi mà phải nói nữa, phải cầu hôn. Cầu thì... hôn, cầu hôn. Lại sát bên, cầu hôn. Thì anh xuống. Muốn thì đứng anh... sát vô, đứng sát vô. Thì anh á, anh chuẩn bị lên đây không phải để chơi. Quan điểm của tình yêu của anh á, khi cái gì bắt đầu thì anh không muốn nó kết thúc. Anh muốn cái tấm thiệp này nó thành hiện thực. Hiện tại thiếu tên cô dâu đó, nếu mà em bấm nút á thì nó sẽ sớm muộn gì cũng thành hiện thực. Anh ghé tặng nha. Anh cố ý anh dẫn mẹ anh theo là như vậy, cho mẹ anh chứng nhận tận mắt như vậy. Dạ em hy vọng điều đó là sự thật ạ. Thôi kết thúc. Này đặt tay vào nút bấm nha bạn, suy nghĩ thật kỹ, lắng nghe nhịp đập trái tim mình. Nãy giờ mình nói rất là vui rồi. Ở đây có người lớn, có hàng triệu người đang theo dõi truyền hình. Tình yêu là một cái gì đó hết sức là thiêng liêng. Và hẹn hò buổi đầu tiên cũng hết sức là thiêng liêng. Bấm là đồng ý. Bắt đầu và không có kết thúc. 2 3 Tại anh bấm 3 đó, tại anh nói 3 đó. 1 Thực mình. Ai biểu anh đếm ngược chứ? Bạn gái lý do tại sao bạn bấm nút? Cái gì em cũng muốn suy nghĩ cho nó kỹ. Khi mà em quay xuống á, em nhìn thấy mẹ của anh mặt rất là nhìn rất là phúc hậu nên là em bấm. Thường em nhìn bố mẹ phúc hậu thì con cũng y vậy đó, thẳng thắn thật thà, hài hước. Đây, những chiếc vé xem phim. Chúc các bạn sẽ có thời gian tìm hiểu nhau và báo tin vui, ghi cái tên vào thiệp càng sớm càng tốt. Gửi cho chương trình đúng không anh? Gửi cho chương trình ha. Dạ. Đây, gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Nắm tay nhau đi hai bạn. Nắm tay nhau thật chặt. Đừng buông ra nhé, sẽ không có kết thúc nhé. Chúc hai bạn sớm có được hạnh phúc. Con xin hứa với bác là nếu có cơ hội, có duyên thì con cũng mong con là một người cô dâu thảo của bạn. Dạ nếu được thì đóng sông Dông Kỳ hậu vệ mặt trời. Sông Dông Kỳ hả? Trải qua mấy mối tình rồi? Dạ cũng nhiều anh, 15, 16 người. Cái gì bắt đầu sẽ không bao giờ có sự kết thúc. Mà nếu đã có kết thúc thì không nên có bắt đầu. Ừ ha. Đúng rồi. Chưa gì hết đã thấy là có càng kết thúc thì bắt đầu làm gì. Rõ ràng như vậy, trong tình yêu cũng vậy, chúng ta đừng có sự mập mờ ở đây. Bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai xem họ có đồng ý hẹn hò với nhau như cặp đôi này hay không. Xin mời, Hả Màng. Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Mời bạn nam. Dạ em chào Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường với mọi người trong phim trường. À, dạ. Mời ngồi đi bạn. Đâu về mà tai nạn gấp hết trơn vậy? Dạ cái kiểu nó vậy. Cái kiểu vậy đó hả? Dạ. Mặc cho nó mát hay sao? Bạn tên là gì? Dạ em tên Huỳnh Phương Thanh. Huỳnh Phương Thanh. Dạ. Em 26 tuổi, hiện em đang công tác tại Mường Thanh Sài Gòn Century. Em coi về cái mảng điện với điện lạnh. Con gì nó cắn vậy? Em rung quá. Rung quá hả? Dạ. Okay. Nhưng mà bình tĩnh lại nha. Rồi mình nghe bạn nữ giới thiệu. Em hãy giới thiệu về mình. Em tên là Nguyễn Thị Ngọc Thơ, 25 tuổi. Em đang công tác tại trung tâm hội nghị tiệc cưới ở Phú Nhuận. Hiện tại chưa có bạn trai. Bạn ơi, bạn muốn tìm một chàng trai thế nào? Một hoàng tử của mình ra sao? Dạ, nếu được thì cho em giống Song Joong Ki hậu vệ mặt trời. Song Joong Ki hả? Dạ, đó là... Cái này giống Ki không? Mọi người thấy giống Ki không? Song Joong Ki. Em có biết Song Joong Ki không? Không không? Song Ki, Ki đẹp lắm. Ki hậu vệ mặt trời đó.
hả? Bên đây cũng khá giống đó nha. Dạ, đó em nói đùa thôi, chứ còn bạn trai em thì cũng không có cần là đẹp trai, mà gọn gàng, sạch sẽ. Với lại nhìn vô có máu nghệ thuật chút xíu. Sao bên đây máu nghệ thuật lắm à? Là sao em? Máu nghệ thuật là sao? Chứ là cái phong cách bên ngoài của bạn sẽ lãng tử nghệ sĩ chút xíu. Sao bên đây lãng luôn á? Dừng lãng nhách nha. Bên đây làm điện âm thanh rồi đó hả bạn hả? Dạ. Nói chung là hai bạn trong cái môi trường cũng giống nhau ha. Event rồi ha. Dạ. Rồi nghệ thuật rồi ha. Thì cũng lãng tử lắm á. Nhưng cũng mà máu nghệ sĩ lắm. Bạn gái nhìn cũng rất là năng động. Tại sao mình chưa có bạn trai? Dạ chắc tại em toàn tiếp xúc với chú rể không à. Em chỉ cần cười cười hay liếc mắt với chú rể phát là cô dâu là thấy không đặt rồi đó. Cho nên lúc nào em cũng phải nghiêm với chú rể. Nên là... Nhưng mà từ trước giờ em đã có mối tình nào chưa? Em mới vừa chia tay bạn trai được 2 năm. Em thì ở Sài Gòn, còn bạn thì ở Đà Nẵng. Bạn trai em thì cũng hơi rụt rè một chút xíu. Dạ. Em thì hơi cá tính mạnh cho nên là không hợp. Bạn trai bên kia không biết là mình là người rụt rè hay cá tính mạnh hay là như thế nào ha? Không biết rụt rè không, nãy giờ ngồi gãi hoài à. Dạ em hơi rụt rè đó. Có mạnh dạn không bạn? Bên kia bạn nữ là hơi mạnh dạn đó nha. Rồi mình cho biết là mình sẽ tìm bạn gái thế nào, có giống Song Joong Ki không? Em thì em không có đặt ra bất kỳ một cái tiêu chuẩn nào hết á. Em thấy thích là em thích thôi. Trải qua mấy mối tình rồi? Dạ cũng nhiều anh. Nhiều là mấy? 15-16 người. Thiệt không vậy? Thiệt không? Dạ thiệt. 15-16 mối tình rồi đó hả? Trời đất ơi trời. Mối tình dài nhất là nhiêu? Dạ khoảng 2 năm anh. 2 năm đó mấy mối? Nói nôm na cho nó dễ là những cái người mà em cảm thấy tiến xa thì em sẽ dẫn về nhà, em giới thiệu với gia đình. Em dẫn về nhà mấy người rồi? Dạ 2 người anh. Ba mẹ không chịu hay sao? Dạ là ba mẹ thì thương lắm, nhưng mà do thời gian, do nhiều yếu tố nó tác động vô, cái tình yêu nó không có lớn cho nên không có bước tiếp được. Em bỏ người ta bỏ em? Em toàn bị gái bỏ không à. Song Joong Ki này lạ quá ta. Em bạn không thích cái gì á? Người con gái? Dạ em không thích con gái có cái suy nghĩ nó phong kiến á. Tại vì em là cái người thích tattoo. Cái gì? Em mê hình xăm lắm. À thích tattoo. Bạn gái lạ. Em có thích xăm mình không? Em thích nhưng mà em sợ đau. Bạn trai xăm mình thì em có thích không? Dạ cái đó em không có quan tâm lắm. Nhưng xăm hết mình luôn có được không? Nhìn xăm hết mình thì cũng hơi sợ, nhưng mà đó là sở thích của bạn thì em chiều theo hết. Em chiều về gia đình em, ba mẹ em không chịu thì sao? Ba mẹ em thì chiều em lắm. Vì bạn là trai xăm ít lắm em. Xăm ngay trán chứ I love you rồi. Được không? Thấy cô nào cũng I love you thì cũng... không nữa, thiếu tên nào ghi vô đó thêm thôi. Em có những điểm mạnh gì? Thật sự điểm mạnh nhất của em đó là em hay quên. Thì tại vì là ai mà làm em giận thì em giận chút xíu hồi em cũng quên à. Người ta mới khi mà nhìn vô em á thì cứ nghĩ là em rất là thống khép kín và khó gần á. Nhưng mà thật sự mà khi mà tiếp xúc vào em rồi á thì sẽ thấy rất là vui. Cứ bỏ cái vụ gì kia kia qua bên đi. Dạ. Em thích cái người bạn trai mình về ngoại hình như thế nào nè. Để chị qua chị xem. Dạ, ngoại hình thì sạch sẽ, sáng sủa, thấy gọn gàng là được. Dạ em chào chị. Chào bạn. Cũng dễ thương. Dạ. Kiki này lạ lắm à. Rách rưới dữ vậy. Dạ, tại vì mấy ngày không có về nhà. Trời đất ơi, đi đâu mấy ngày không về nhà? Dạ, tại vì do trong chỗ làm em có sự cố, em phải ở lại em hỗ trợ. Dạ. Rồi hàng kia mắt đỏ hết trơn à. Dạ. Rồi xăm gì đâu đưa coi. Em xăm ít ở đây nhưng mà trên người nhiều lắm. Rồi bây giờ nghe tôi hỏi nè, có dạ. Cái tật xấu gì không? Em thấy em xấu cũng xấu mà tốt cũng tốt á. Tại vì em quan tâm người ta mà đôi khi để cho người ta nghĩ em thích người ta. Vậy là gieo rắc sự hy vọng cho phụ nữ hả? Vậy cái tánh em nó lo chuyện bao đồng cái gì? Giờ có bạn gái rồi còn lo bao đồng cái gì nữa? Nếu mà có bạn gái phải tập trung lo cho bạn gái chứ. Tôi hỏi nè, bạn muốn lấy vợ hay là bạn muốn quen làm bạn quen cho vui? Muốn hay muốn lấy vậy đó, xúc tích là muốn lấy. Xúc tích là muốn lấy. Thì muốn lấy thì phải tập trung chuyên môn, quan tâm lo lắng cho bạn gái chứ mà nói gì mà... Dạ thì bây giờ muốn lấy tiền là phải có tài chính, phải lo đi làm kiếm tiền chứ lo yêu không có tiền lấy gì cưới. Bây giờ bao lâu mới cưới được? Khoảng một năm rưỡi gì vậy chị. Giờ cũng có được út chút phải để dành thêm. Em thích em tự em làm, em không có thích nhờ giả cha mẹ. Ai cho nhờ? Lanh đúng rồi. Thấy thì không ưa rồi đó. Trời đất ơi. Chê đàn trai tôi bà. Đàn trai tôi vậy chứ cũng dễ thương lắm à. Con sao nó vậy à? Đốt chết. Lý sự léo lắc. Anh qua trả thù lại cho em. Bực mình. Hello, trời ơi dễ thương quá. Ta dễ thương gì trả thù sao được. Trời ơi. Giống nhau quá. Dùng bên kia còn rách nhiều không bên đây. Tưởng bên đây nhiều bên kia còn trà bá lửa.
Trời ơi sao mà rách hai bên hợp nhau dữ ta. Sao lý do em thích diễn viên Hàn Quốc vậy? Con gái mà ai cũng mê Hàn Quốc hết trơn, nhất là phim ảnh nữa, người đàn ông đó nó quá tốt đi mà bề ngoài quá đẹp. Cho nên là mê. Vì Việt Nam có ế vợ hết sao? Biết đâu được, người Việt Nam cũng có như là Halilu hay Ngô Kiến Huy. Halilu hả? Bên đây Lu hả Ký? Bên kia cũng cũng hiện đại lắm mà nha. Hai người này chắc cũng được á. Hôm nay bà có đi với ai đi theo không? Dạ, em đi với chị gái và bạn thân của em. Chào anh Linh và chị Cát Tường. Nhưng thấy là bạn này giống Ký hay Lu? Bạn nam này thì mạnh mẽ hơn so cái nhân vật ở Song Joong Ki mà bạn Thơ đang nói. Vậy là hơn Ki rồi, đừng lo. Em thấy vẻ bề ngoài của hai bạn này thì cũng khá là giống nhau, thích bụi bặm hả, mạnh mẽ. Tuy nhiên bạn Thơ thì nhìn ở ngoài thì có vẻ là mạnh mẽ như vậy, nhưng mà thực sự là rất là hay mít ướt. Thấy bạn nam này thì cũng mạnh mẽ, không biết vậy thì có tâm lý với bạn gái không? Dạ em chào chị. Nói chào đi. Em theo em nghĩ con gái là để thương để yêu chứ vậy thôi, em nghĩ đơn giản lắm. Nhưng mà cái cách quan tâm này kia nó cũng thể hiện nó quyết định nhiều lắm em. Nếu mà nói bằng cái miệng thì ai cũng nói được, em không thích nói, em thích làm mà. Rồi chị cảm ơn câu trả lời của em. Tôi vẫn chưa thỏa mãn nữa. Để một lát bạn gái hỏi. Bạn trai này có đi với ai không? Dạ có, em đi với một em đồng nghiệp. Chào em. Thì em là đồng nghiệp của anh Thanh, thì lúc đầu em thấy ảnh rất là lạnh lùng, khó tiếp xúc, cái vẻ khó là chịu, con khó người khó thương, khó gần nữa. Dạ. Dạ em phải công nhận điều đó, tại đúng vì không? Tại vì mặt ảnh nhìn căng thẳng, nhưng mà khi mà tiếp xúc thì ảnh rất là hết lòng với lại mọi người. Bạn thấy bạn nữ này như thế nào? Em thấy tính cách cũng giống giống nhau. Qua cái câu chuyện của bạn em nói thì em nghĩ rằng là bạn là người sống nội tâm nhiều hơn, đúng không? Nhưng nội tâm cũng phải để cho người biết mình là người thế nào, quan tâm đến người khác thế nào. Chứ nội tâm mình giấu đây hoài, mình nói tôi sống gì trong đây không à, ai mà thấy, đôi khi người ta hiểu lầm. Dạ. Hả? Rồi, vấn đề còn lại là do hai người suy nghĩ thôi. Kéo mà. Bây giờ ngồi nghe hết. Dạ. Hết sức bình tĩnh. Dạ. Muốn hỏi gì cứ hỏi. Chị tin là em rất là nhạy. Dạ. Rồi, hai bạn. 2 phút cho hai bạn. Em chào anh. Em chào em. Đối với anh mẫu người phụ nữ mà anh quan trọng bề ngoài không? Mặt ốm lùn cao gì cũng được, chủ yếu là anh thích thôi. Vậy giờ anh nhìn em anh thấy thích không? Cũng có cảm tình, không có ghét. Không có ghét là được rồi. Tính của em thì nó hơi nổi loạn một chút xíu. Mọi người nói là sống thử có được hay không như thế nào đó. Thì em nghĩ là chấp nhận được, nhưng mà bảo em làm sống thử không thì em không có sống thử. Em là vậy á. Mọi người có thể là kỳ thị lesbian hay là gay chẳng hạn. Còn em thì em chơi với người ta bình thường. Bạn của em thì cũng có nhiều những người như anh vậy. Anh thích cái người giới tính thứ ba đó. Nhưng mà thiệt, tại vì cái người giới tính thứ ba họ giỏi. Nhưng mà em thì không có thuộc thế giới thứ ba. Anh này thuộc thứ 4, 5 luôn. Ví dụ như là mình mới nhìn đây thôi, nhưng mà em không biết là ví dụ như em hay đi beer club hay là đi chơi buổi tối thì anh có hài lòng không? Bình thường không sao hết trơn. Anh có hay đi chơi không? Anh ít đi lắm, này anh ở nhà anh đi làm không à. Anh có gì hỏi em không? Em có thích anh không? Dạ cảm nhận đầu tiên á thì có một chút rung động. Mình có tới được với nhau hay không á tùy cái duyên, nhưng mà dù sao đi nữa thì ra ngoài thì em cũng muốn làm bạn với anh. Anh không biết nói gì đó, anh chỉ biết là duyên phận thì tại trời, nghĩa tình tại tâm. Thí dụ như bây giờ cô gái ấy nói thích thì sao? Thì em bấm. Còn nếu không thích thì sao? Em cũng bấm. Đúng rồi. Thôi cũng dễ thương mà. Có thời gian. Trái tim mách bảo bấm hay không bấm. Chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Rồi mời em. Đi trước hả? Anh nghĩ em rằng biết sao không? Con gái dễ lắm. Dễ lắm. Phải ngọt với ta một chút. Nói cứ nói băng băng không sao cô gái được trời. Dễ thương mà, bạn bên đây rất là hiểu tâm lý, rất là dễ thương. Hy vọng rằng bạn sẽ sớm tìm một nửa yêu thương của mình. Chúc các bạn may mắn. Để tặng hai bạn nước xịt thêm miệng thảo dược đi lắm. Dạ.
thì phải đi lên Chicago mất 3 tiếng. Anh thì anh chưa qua bên Illinois bao giờ, thì nếu mà có cơ hội thì em có thể anh qua đó cho em. Dạ, ok. Hello em trai. Chào chị. Nãy giờ đợi Tường lâu không? Dạ cũng hơi lâu rồi chị. Hơi lâu, có bao giờ em hẹn hò với cô gái nào mà em phải bị bịt mắt lại rồi em phải ngồi chờ đợi như vậy chưa? Lần đầu tiên chị. Cảm giác em thấy như thế nào? Em thấy hơi hồi hộp tí nhưng mà không sao. Thú vị đúng không? Dạ đúng. Bây giờ đợi chị Tường vào, chị Tường sẽ mời bạn gái của em ra nha. Dạ. Phải luôn, ra vườn. Ra vườn cho nó lãng mạn. Trời lạnh quá. Lạnh quá, thế em hiểu chị lạnh như thế nào rồi. Vào trái, có cái ghế kế bên. Ok, như vậy là hai bạn đã ngồi vào vị trí của mình rồi. Các bạn được quyền mở mặt nạ của mình ra. Rồi, vuốt tóc lại cho đẹp nha. Xin chào hai bạn. Dạ. Rồi, bây giờ bạn gái của em đã ngồi bên kia rồi đó. Dạ. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu cuộc trò chuyện ngày hôm nay. Trước tiên, bạn gái hãy giới thiệu về bản thân em trước. Rồi em. Em tên là Lan Phương ạ. Em năm nay 22 tuổi. Em đang làm Logistics Engineer ở một công ty sản xuất dây chuyền sản xuất ở Santa Clara. Sản xuất cái gì em? Sản xuất các bộ phận điện máy cho máy ở trong y tế hoặc bệnh viện như là máy chụp X-quang hoặc là máy đo mắt. Thế em qua Mỹ được bao lâu rồi? Em qua Mỹ từ năm 17 tuổi ạ. Tức là năm nay em 22 tuổi, tức là 5 năm. 5 năm. Em đi qua đây bằng diện nào? Cấp 3 thì là em đi du học ạ. Em học lên đại học ở bang Illinois. Thì em mới chuyển sang bang California đủ tháng 6 năm ngoái, sau khi mà em tốt nghiệp đại học. Rồi, mời bạn trai. Dạ, xin chào chị, chào bạn kế bên và chào mọi người. Em tên là Đồng Vũ Jason, tên tiếng Việt của em là Lợi. Năm nay em được 24 tuổi và hiện tại em đang ở thành phố Garden Grove của quận Cam. Công việc hiện tại của em là một nhân viên văn phòng. Em làm cho một hãng sản xuất đường ống nước. Em qua Mỹ được khoảng gần 9 năm rồi. Gần 9 năm. Em đi diễn gì? Em qua cùng với gia đình của em. Cái chỗ của em với cái chỗ của cổ ở hiện tại có gần nhau không? Bạn ở đâu vậy bạn? Santa Clara hả? Đúng rồi, ở North Cal. Tôi cũng biết cũng hơi xa tí. Bao nhiêu tiếng lái xe? Lái xe em nghĩ tới khoảng cỡ 6-7 tiếng. Wow. Vậy hôm nay em đi xuống đây ghi hình là em đi bằng cái gì? Em đi máy bay ạ. Nhưng lúc đầu là em định đi xe xuống ấy ạ. Nhưng mà vì em lại nhầm sang là lịch là quay ngày mùng 4. Thế là sáng nay em mới nhận ra là lịch quay là ngày hôm nay. Thế là em phải bay xuống. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh thì em rất là cởi mở, vui tính, hoạt bát ạ. Còn điểm yếu thì hơi cứng đầu một chút ạ. Nhưng mà đấy là hồi bé và em đã nhận ra đấy là điểm yếu của mình mà. Giờ lớn rồi phải không? Lớn hơn một chút ạ. Một chút. Còn một điểm yếu nữa là hay quên. Ví dụ như là não cá vàng. Ví dụ như em cứ nghĩ đinh đinh là quay ngày mùng 4 nhưng hóa ra là ngày mùng 2. Ủa, điểm gì mà lớn nhất của em? Em khá là thích đàn hát ạ. Thì dạ vâng, em có mang đàn ukulele đến đây hôm nay. Wow, còn vậy một chút xíu nữa, khi nào mà mình nhìn thấy nhau em hãy biểu diễn một bản cho anh ấy nghe nha. Dạ vâng. Chứ bây giờ nghe tiếng mà không thấy hình thì cũng tiếc, đúng không? Dạ vâng. Em cũng đang chờ đợi. Còn em, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là một người sống vui vẻ, sống tích cực và sống có trách nhiệm. Em rất yêu thích động vật. Điểm yếu của em thì cũng có nhiều lắm. Em thì hay thức khuya nè. Thức khuya làm gì? Hồi đó thì em thức khuya chơi game với bạn, nhưng mà nó quen tới bây giờ thì chưa bỏ được. Rồi bây giờ cũng chơi game luôn? No, bây giờ em nghỉ chơi game rồi. Nếu nữa là cũng hơi kén ăn. Ví dụ như là em ăn gà thì em không thích ăn da. Với lại em không thích ăn mỡ. Vậy em ở chị Tường đi ha. Da và mỡ hay để cho chị, thịt nạc em cứ ăn. Dạ được. Một điểm yếu nữa là em giống bạn nữ, cũng hơi não cá vàng tí. Em cũng hay quên lắm. Mỗi lần đi đâu đó là em phải kiểm tra coi mình có đem bóp không, có đem phone không, có đem chìa khóa không. Nhưng mà cũng thường xuyên quên đúng không? Cũng thường xuyên quên, phải quay trở lại lấy. Hai bạn này mà hẹn hò với nhau rồi tới bữa đi chơi cái quên rồi. Rồi làm sao mà thường thường một người quên một người nhớ thì có một người chờ đợi. Còn cái này hai người cùng quên cái khỏe re coi như chưa có cuộc hẹn hò nào. Tình trường thì sao cưng? Em có một mối tình hồi năm học đại học ạ. Khi mà em tốt nghiệp, hai người mỗi người làm ở một chỗ khác nhau ạ, khá là xa. Là anh đó ở Mỹ luôn? Dạ vâng ạ. Thì anh này là đi làm ở bang Virginia, tôi làm ở DC là ở East Coast, còn em là ở West Coast, một người là bờ Tây, một người là bờ Đông, nên là khoảng cách rất là xa lúc nào ạ. Cũng hơi lo hả? Bây giờ mối tình này cũng hơi xa đó. Mối anh này với anh kia anh nào xa hơn? Không, anh kia xa hơn, anh kia ở tận bờ Đông ạ, còn anh này thì vẫn ở trong cùng một bang ạ. Thì vẫn còn hy vọng. Bao lâu thì em có thể thăm cô ấy được một lần? Xa như vậy thì mình có thể liên lạc qua internet thường xuyên.
Còn thăm thì có thể 1-2 tháng có thể lên thăm một lần. Em cũng rất là thích lái xe. Còn em có nghĩ là em cũng có thể bay qua thăm ảnh không? Dạ vâng, em nghĩ là được. Còn em, tình trường như thế nào? Dạ thật sự thì cho tới thời điểm hiện tại thì em chưa có mối tình nào sâu đậm hết. Lý do là hồi đó em học cái ngành của em thì cũng hơi ít bạn nữ. Với lại cái tính của em thì không có gọi là thích đi party nhiều lắm. Nên cũng ít khi nào mà có cơ hội tiếp xúc để làm quen được. Thấy cũng lạ nha. Tại sao mà sau cái mối tình đó tới nay em vẫn chưa tìm được một người nào khác? Em nghĩ là em cũng hơi khá là thụ động trong tình yêu ấy ạ. Em ít khi mà chủ động mời một bạn trai nào đấy mà ví dụ em cảm thấy là khá là ưa nhìn hoặc em thấy là thích thì em thường không chủ động là mời bạn đi chơi hay là gì cả mà em đợi bạn ấy tỏ dạ vâng. Hãy một lần nào đó mình thử mình chủ động đi, biết đâu mình sẽ đón nhận được một kết quả rất là thú vị. Chứ mình cứ ngồi mình thụ động hoài, nhiều khi cơ hội nó trôi qua. Em thích một mẫu người bạn trai như thế nào? Em thích mẫu người bạn trai vui tính á, cởi mở, tôn trọng ý kiến của bạn gái, tôn trọng ý kiến của những người xung quanh. Và em cũng thích một người bạn trai là cùng em là đi khám phá những, ví dụ là đi du lịch hoặc là có một quán ăn mới hoặc là có một cái câu lạc bộ nào đấy mới mở cửa thì em muốn người bạn trai là sẽ cùng với em là đi khám phá những cái mới như thế á. Có đáp ứng được yêu cầu đó của cổ không? Dạ có, em rất thích đi du lịch ạ. Hãy khám phá tất cả những nơi mà chúng ta đi đến. Còn với cổ thì khám thôi đừng phá. Rồi về ngoại hình. Ngoại hình ạ? Em khá là thấp nên là em không cần bạn trai là phải quá cao hay là gì cả. Thì em nghĩ là chỉ cần cao chưa 1m65. Ăn mặc thì đơn giản, gọn gàng với áo sơ mi hoặc là quần jean. Đầu tóc cũng gọn gàng. Em ạ, tuyệt đối là không thích bạn trai là tóc dài ạ. Chết rồi. Em báo sớm đi, chị kêu ảnh đi cắt tóc. Thế thì em hãy nhìn trong tấm ảnh này, ba anh chàng này, em nghĩ ảnh là anh chàng nào? Hãy cho cô ấy một cái gợi ý đi bà. Anh hay cười. Hay cười anh, cả ba anh này đều cười. Đúng thôi, bởi vậy anh mới gợi ý chứ. Một gợi ý thứ hai. Da anh hơi trắng. Rồi, nhiều quá đủ rồi. Tấm hình này quá dễ lựa chọn rồi. Hãy thử dùng cái giác quan của mình. Nếu mà hay cười da trắng thì em nghĩ là em hãy giữ nguyên tấm hình đó nha. Dạ vâng. Một chút xíu nữa em sẽ biết được là em đã linh cảm của em ngày hôm nay đúng hay sai. Em trai muốn tìm một mẫu người bạn gái như thế nào? Em tìm một mẫu người là thấp hơn em một tí. Nếu được thì có làn da trắng. Tóc đừng ngắn quá. Wow. Có da có thịt một tí và có nụ cười dễ thương là em ok. Wow. Thì ráng được tìm cái gì vậy, nó khó chút chứ. Có điều gì em không thích ở người bạn gái? Có tính cách đó thì em không thích những người hay càm ràm, hay nhiều chuyện hoặc là nói chuyện thô lỗ không tôn trọng, lại không thích. Và về ngoài thì đừng có xăm hình nhiều quá. Xăm ít thì vẫn ok, chứ đừng có tóc nhộm đỏ hoặc xanh là em ok. Bây giờ chị sẽ đưa em tấm hình có ba cô gái. Hãy lựa chọn người đáng lẽ tính đưa tấm này nè, mà sợ anh thấy hình xăm của em cho nên giấu vô. Em đâu có hình xăm. Bậy lanh quá đi, người ta nói như vậy đi cũng lật mặt bà Mai ra nữa. Thiệt tình, tiếc là tình luôn hà. Thôi bình tĩnh đi, cổ không có xăm đâu nha. Em hãy cho anh một cái gợi ý đi. Em cũng hay cười ạ. Hay cười. Da cũng khá là trắng á. Nhiêu đó thôi đủ rồi. Dạ vâng đúng hay rồi. Hay cười, da trắng. Cái này hơi khó, cho anh một cái này được không? Mặt em khá là ủ bĩnh. Đúng rồi. Em nghĩ là bạn gái anh này. Đâu đưa xem. Rồi hãy cầm đi, mở cửa ra thì chúng ta sẽ đoán biết là trúng hay trật nha. Bây giờ thì Cát Tường đã mở cửa trái tim này ra để hai bạn ấy có thể trò chuyện trực tiếp với nhau. Và trước tiên để kiểm tra lại xem là hai bạn ấy đã chọn đúng người khi mà chúng ta nhìn qua tấm ảnh hay không. Xin mời quý vị hãy cho chúng tôi biết kết quả mà bạn đã đoán đúng hay sai. Em đoán sai rồi. Em đoán đúng rồi. Bạn gái đã đoán đúng nha. Hai người cái mặt cũng hơi khá giống nhau. Khi em nói bầu bỉnh thì anh này anh chọn ngay cô bạn gái kế bên cũng khá là bầu bỉnh. Bây giờ chị Tường sẽ dành cho tụi em ít phút để trò chuyện trực tiếp với nhau ha. Hãy làm những gì mình cần làm đi. Hãy thể hiện sự ga lăng của mình đi. Hôm nay thì anh gặp em cũng là tặng em. Em cảm ơn ạ. Hoa hồng đẹp quá. Có hộp sô cô la tặng cho em. Em cảm ơn. Em có chuẩn bị một bài hát với cả đàn ukulele ạ. Thì một lát nữa em sẽ hát tặng bài đấy tặng anh ạ. Anh đang chờ em hát cho anh. Em thấy cuộc sống đây như thế nào?
Thời tiết thì tốt hơn là ở Illinois rất là nhiều. Còn đồ ăn sao, em có thích không? Ồ, có. Hồi em học đại học ở Illinois ấy, thì không có nhiều đồ ăn châu Á. Mỗi lần mà nếu muốn ăn phở hoặc là ăn đồ ăn mà mình yêu thích ấy, thì phải đi lên Chicago mất 3 tiếng hoặc là phải đi ra những chỗ khác mất 3-4 tiếng. Anh thì anh chưa qua bên Illinois bao giờ, thì nếu mà có cơ hội thì em có thể anh qua đó cho. Dạ, ok. Em thích làm gì? Em thích khá thích là xem phim, đọc sách. Dạ vâng, đàn hát. Bên này nhiều đồ ăn hơn ấy, đa dạng hơn nên là em khá là thích đi ăn. Dạ, ở đây đồ ăn nhiều lắm. Anh qua đây là cùng gia đình đúng không? Đúng rồi, anh qua đây với gia đình, với bố mẹ và em trai. Dạ, anh học ngành mà không có nhiều bạn nữ lắm. Thế ạ, anh ấy học là gì ạ? Em đoán thử đi. Engineering ạ? Cũng gần đúng rồi. Computer science. Yes. Ồ, sở thích của anh là gì ạ? Anh thì rất là thích đi tập gym, bơi lội, đi hiking. Dạ. Lâu lâu thì đi câu cá. Dạ. Và đặc biệt là anh rất thích ăn thịt bò. Món nào có thịt bò là anh rất thích. Còn em thì sao? Về khoản đi gym thì em không đi thường xuyên lắm, nhưng mà về những môn thể thao thì em khá là thích bơi lội. Vâng, em thích bơi lội. Dạ vâng. Em tập bơi từ hồi bé ạ, nên là đấy là môn thể thao duy nhất mà em nghĩ là em có thể chơi được. Hiking cũng khá là fun. Dạ vâng. Thì cái khoản mà leo lên leo xuống thì em không khoái được lắm, nhưng mà khi mà lên đến đỉnh xong rồi để chụp hình rồi là nhìn cái khoang cảnh xung quanh thì em khá là thích cái đấy. Đó là lý do anh đi đó. Dạ vâng, đúng rồi. Lên tới đó thôi. Dạ. Ừ. À, giờ em có phạt ảnh gì cái tội ảnh không có đoán được em không? Dạ không, bởi vì em chọn cái ảnh đấy là ba người khá là giống nhau ạ. Thôi đừng có binh cô ơi. Nãy giờ cô cứ làm tôi hả thì bị sọc dưa hoài luôn hả? Em xin lỗi ạ. Rồi nãy giờ mình tâm sự được nhiều chưa? Khá là nhiều. Kế hoạch kết hôn của em là khi nào? Nói về chuyện kết hôn thì tương lai gần nhất nếu mà có thể thì sẽ khoảng 4-5 năm nữa. Đó là cái plan của ảnh, còn em? Em nghĩ là nếu mà kết hôn thì chắc phải cũng phải tầm 4-5 năm nữa, bởi vì năm nay em mới có 22 tuổi rồi. Bây giờ Tường sẽ cho thêm hai bạn một cơ hội nữa, chúng ta sẽ chơi một cái game nhỏ. Ở trong đây là những cái yêu cầu mà chương trình đưa ra, mình sẽ bốc thăm một cái lá bài và nếu mà trúng mình hãy đọc lên cái yêu cầu đó dành cho đối phương và đối phương phải thực hiện cái yêu cầu mình đưa ra. Cho em yêu cầu bạn gái trước luôn. Thích màu xanh. Ok. Không có mới là có đó. Không có thì bây giờ em đọc cái gì? Thử thách cho bạn gái. Đúng rồi. Hồi nãy em có nói là em biết hát thì đánh đàn á, em thành cho anh nghe. Wow, nhớ dài lắm. Em có chuẩn bị bài Ông Bà Anh ạ. Ồ, cái bài đó rất thích luôn. À thế ạ. Anh nói rằng ông bà anh yêu nhau thời chưa có tivi. Ông bà anh yêu nhau thời chưa có xe hơi. Ông thường đưa bà anh đi dạo quanh trên con ngựa sắt thống nhất màu xanh. Ông đưa bà anh đi khắp phố xa, bà ngồi trên các ba ga chiếc xe đạp chọc sơn. Ông mua tặng bà anh một đóa hoa, và đó là món quà đầu tiên. Ôi tình yêu, ngày xưa đẹp lắm con ơi. Những dòng thư tay viết vội, những lời ngây ngô đầu môi. Và thời ấy, bình dị lắm con ơi. Chạm tay nhau một giây thôi là nhớ nhau cả đời. Và đó là lời ông nói với anh. Ông có một tình yêu tươi xanh. Và đó là lời ông nói với anh. Ông anh có một tình yêu xanh ngát xanh. Anh và em yêu nhau thời xe máy ô tô. Anh và em yêu nhau thời Facebook, Zalo. Anh và em yêu nhau tay cầm smartphone. That's right. Anh và em yêu nhau ngày tháng trôi mau. Vì ta chẳng nói chuyện gì với nhau, ngồi bên nhau tay cầm điện thoại thật lâu. Và có nhiều lúc em giận dỗi khi anh chẳng muốn khoe em với thiên hạ hiếu kỳ. Ôi tình yêu, thời nay lạ quá đi thôi. Giận nhau không nói một lời, chỉ vì không rap inbox thôi. Và thời nay, tình yêu mệt quá ai ơi. Anh muốn tình yêu tuyệt vời như ông bà anh. Wow. Hay quá. Hồi đó giờ chưa ai hát cho em nghe hết chị. Thế hả? Lần đầu tiên.
Vậy luôn hả? Ồ. Em ngại quá. Thực ra em cứ tưởng là ngày mùng 4 là quay nên là em chưa tập được nhiều. Em thực sự tập bài này lúc ở trên máy bay luôn. Đối với anh thì là hay rồi. Anh thì hát không hay lắm, nhưng mà hôm rồi anh có suy nghĩ một bài thơ. Anh muốn anh đã viết tặng cho em. Em đọc cho anh nghe được không? Dạ. Em đọc cho anh nghe nha. Dạ vâng ạ. Bố em là rất thích làm thơ. Nè. Đây là lần đầu tiên em có ai đấy ra tặng một bài thơ cho mình mà không phải là bố em. Chào em ngồi ở cạnh bên, lâu nay chưa gặp, dạo này khỏe không? Em xinh như một đóa hồng, cho nên em hãy mỉm cười với anh. Anh tuy không thích ăn nhiều, nhưng anh thích bố em đừng có lo. Nếu mình đồng ý hẹn hò, anh muốn được chở em đi boba. Hôm nay cuộc gặp thoáng qua, nếu mình kết hợp là duyên đến rồi. Thơ anh có cóc em ơi, nếu em thấy mình bấm dùm cho anh. Bài thơ rất hay ạ. Hay. Rất đáng yêu. Thì anh bốc màu xanh và em sẽ bốc màu hồng ạ. Hãy yêu cầu anh ấy đi. Anh hãy biểu cảm các biểu hiện sau. Thứ nhất, giận dữ ạ. Giận dữ mà cười chưa được. Anh này chắc không có giận nổi đâu. Thứ hai ạ, lạnh lùng không quan tâm ạ. Tự nhiên lạnh lùng nhìn qua tôi, ấm áp thì nhìn qua cô này, tự nhiên lạnh lùng cái liếc ánh mắt qua tôi, kỳ quá. Được hả? Được, ok, em chịu là được rồi. Tường sẽ cho hai bạn một cơ hội nữa. Hai bạn hãy nhìn thẳng vào mặt người đối diện của mình. Hãy nói cho anh ấy nghe, hãy nói cho cô ấy nghe cảm xúc hiện tại của mình như thế nào. Mời bạn trai. Anh thì cũng không biết nói gì nhiều, nhưng mà anh thấy mình có một vài điểm hợp nhau. Và anh thấy có vẻ thích em. Nên mình thấy thử hẹn hò và anh sẽ chở đi chơi. Em rất vui là vì hôm nay đã được gặp anh, và em rất xin lỗi là vì em đã đến trễ vì nào cả bạn. Nên em thấy anh rất là tốt và anh em mình cũng rất là hợp nhau. Anh hay cười. Thế là em cảm ơn anh. Okay. Tay vào nút bấm này hai bạn đã đặt tay vào nút bấm rồi. Bấm nút có nghĩa là chúng ta đồng ý hẹn hò với nhau, tìm hiểu nhau để tiến đến một đường xa hơn nữa. Còn nếu chúng ta thật sự không có cảm nhận gì về đối phương, không có rung động thì chúng ta không bấm. Hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1, 2, 3. Cả hai mảnh ghép trái tim đã cùng sáng đèn rồi thưa quý vị. Em cũng nghe được cái nỗi niềm của bạn như bạn gái rồi. Thì em biết là mình cần phải làm gì rồi đó. Mình là đàn ông, mình phải mạnh dạn hơn. Thì hy vọng là em sẽ thể hiện được bản lĩnh đàn ông của mình. Mời hai bạn đứng về phía bên này. Hãy nắm tay nhau đi các bạn. Tay hơi lạnh nha. Một nụ hôn đầu tiên để kỷ niệm ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau trong chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Ủa thật đấy hả? Ủa chị Tường, mặt chị Tường có vẻ gì nó giả dối sao em? Chị ơi em ngại lắm ạ. Không, chị nói rồi, cái hẹn hò này á, cái bấm nút này không phải là cái bấm nút để kết bạn đi chơi. Bấm nút này là cho nhau cơ hội và trao cái duyên của mình cho đối phương. Thể hiện bản lĩnh đàn ông của mình đi. Hôn não rồi không ạ? Chứ không lẽ em muốn hôn môi? Dạ không ạ, không ạ. Em hôn tóc em nha. Dạ vâng, ok ạ. Tóc đủ nghe được mùi gì? Hôn má đi. Ok, hy vọng rằng hai bạn sẽ có những chuỗi ngày hẹn hò với nhau thật là vui, thật là thú vị. Dạ, cảm ơn chị. Rồi, chúc hai bạn sớm về chung một nhà nha. Nếu mà có tin vui thì nhớ báo chị Tường biết nha. Dạ. Cũng cái công của Tường mà đúng không? Dạ. Bay từ Việt Nam qua đây mai mối cho hai bạn mà đúng không? Cảm ơn chị. Kính thưa quý vị, như vậy là đôi bạn trẻ này đã đồng ý bấm nút hẹn hò với nhau rồi. Chúng ta hãy cùng nhau chúc phúc cho hai bạn này quý vị nhé. Và bây giờ thì thời lượng phát sóng của chương trình đã hết. Chúng ta sẽ hẹn gặp lại vào chương trình ngày mai. Bạn Muốn Hẹn Hò phiên bản hẹn ăn trưa được phát sóng hàng ngày vào buổi trưa trên kênh YouTube của MCV Media. Quý vị hãy đón xem và nhấn subscribe quý vị nhé. Ngoài ra chúng ta cũng có thể theo dõi chương trình hàng ngày trên kênh fanpage của Bạn Muốn Hẹn Hò. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai. Quen được khoảng 4 tháng, 4 tháng trước. Một cô cùng quê, sinh năm 2000. Trời ơi, nhỏ dữ vậy. Em thì em trải qua
khá là nhiều mối tình ấy ạ. Thì đa số là bằng tuổi và ít tuổi hơn em ấy. Xin chào cả nhà nha. Mọi người ơi, chúng ta lại gặp nhau vào khung giờ rất quen thuộc của chương trình Ghép Đôi Thần Tốc với phiên bản Kết Đôi Như Ý. Và chương trình được sự tài trợ của nhãn hàng bột giặt Joy, 2 trong 1, giặt và xả tất cả trong một. Nhiều người nói với Tường á là có phải là bà Mai lo đi làm mai cho người ta mà mình bị ế hay không? Đi làm mai cho người ta mà mình bị ế hay không? À, mình cũng suy nghĩ hoài có khi nào vậy không ta. Nhưng mà kệ, không sao. Cứ mỗi lần kết nối được cho những cặp đôi với nhau thì Tường cảm thấy rất là vui. Và ngày hôm nay như thường lệ thì Ghép Đôi Thần Tốc sẽ được kết nối với 4 bạn, 2 bạn nam và 2 bạn nữ. Bây giờ lần lượt chúng ta sẽ làm quen với các bạn ấy nha. Ưu tiên chúng tôi xin giới thiệu với quý vị 2 cô bạn nữ đầu tiên nha. Xin mời cho Tường gặp bạn nữ ngồi ở ô cửa màu đỏ nè. Hello, chào em. Chào Tường ạ. À, chúng ta đợi có 4 bạn lên luôn rồi chúng ta sẽ cùng nhau trò chuyện nha. Mời cho Tường kết nối với bạn nữ ở ô cửa màu xanh. Em chào chị Cát Tường ạ. Hello, chào em gái. Xin cho Tường kết nối với bạn trai ở ô cửa màu đỏ. Xin chào chị Cát Tường nha. Chào em. Và một chàng trai cuối cùng ở ô cửa màu xanh. Xem, chào chị Cát Tường. Bây giờ chúng ta đã có 2 bạn nữ và 2 bạn nam. Trước khi chúng ta đến với phần trò chuyện để tìm hiểu nhau, xin mời quý vị cũng như là 4 người tham gia chương trình, chúng ta sẽ xem qua những cái phần giới thiệu của các bạn. Xin mời. Xin chào mọi người. Rất vui gặp mọi người ạ. Em là Lydia Trang, sinh năm 1993. Hiện tại em đang làm việc cho ban thanh tra của một tập đoàn lớn ở Hà Nội. Em sinh ra và lớn lên trên mảnh đất quê hương Bắc Hồ. Em có khả năng giao tiếp tốt, biết sẻ chia, đồng cảm với mọi người, vui tính. Bên cạnh đó em biết nấu ăn, chơi thể thao, vẽ và làm bánh. Bên cạnh đó thì một số việc trong cuộc sống có thể khiến em khá nóng tính. Hiện tại thì em đang tìm cách khắc phục điểm yếu này bằng việc đọc sách. Em mong muốn sẽ tìm được một người bạn trai trưởng thành, khỏe mạnh, thích đọc sách, chơi thể thao, biết yêu thương người già, trẻ nhỏ và động vật, có trí tiến thủ, có công việc tốt, vui vẻ để đồng hành cùng em trên cuộc sống tươi đẹp này. Xin chào tất cả mọi người, mình là Trần Thị Yến. Mình sinh ra và lớn lên ở Ninh Bình. Hiện tại mình là sinh viên năm 4 chuyên ngành thiết kế đồ họa trường Đại học Kiến trúc Hà Nội. Mình là một con người hướng ngoại, thích đi đây đi đó và không bao giờ chịu ngồi yên một chỗ cả. Tính mình khá là năng động ấy. Mình có tật xấu là khá là lười làm việc nhà, cũng khá là nóng tính và khó tính trong khi làm việc nhóm. Điều duy nhất mình thấy ở mình là mình có thể mang tới năng lượng tích cực đến tất cả mọi người. Mình có thể ngồi lắng nghe mọi người chia sẻ câu chuyện. Những lúc rảnh thì mình sẽ tìm tòi những công thức nấu ăn mới, hoặc là mình sẽ rủ bạn bè mình đi chụp ảnh. Vì mình sống trong một môi trường nghệ thuật nên bạn bè mình cũng có cái gì rất là nghệ thuật, nên là mình sẽ có những bức ảnh sáng tạo rất là tuyệt vời như này. Mình xin tự giới thiệu đôi chút về bản thân. Mình tên Trần Văn Tới. Mình sinh ngày 18 tháng 4 năm 1988. Mình sinh ra và lớn lên tại Hưng Yên. Về công việc hiện tại của mình thì mình đang làm IT của trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam. Thì về ưu điểm thì là bản thân mình biết nấu ăn, biết nội trợ, chăm sóc gia đình. Về nhược điểm thì là đôi chút là hơi nóng tính, cần một sự chân thành và chung thủy giữa hai người yêu nhau. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe. Tôi từng mua bột giặt kèm nước xả vải. Bột giặt Joy 2 trong 1 mới, làm sạch nhờ công nghệ enzyme từ châu Âu và làm mềm nhờ khoáng chất dưỡng vải. Đồ sạch bong, thơm và mềm. Giờ tôi chẳng cần mua nước xả vải nữa. Bột giặt Joy 2 trong 1, giặt và xả tất cả trong một. Xin chào tất cả mọi người. Mình xin tự giới thiệu, tên mình là Tiến. Mình sinh ra và lớn lên ở nhà. Mình sinh năm 1989. Có việc thì mình đã hồi hướng làm việc tả tốt với đề. Giờ đã có tin đàn gì, đã giãn cách xã hội thì chỉ là có việc. Nhưng có việc quạt ở đóng cửa, đóng nhà. Và mình đã còn có ý định là một số đề quạt ở ngoài Hàn Quốc. Nhưng mà mình chỉ có ý định là sinh viên tại Việt Nam. Sở thích của mình là đọc sách, đi du lịch, nghe nhạc và
chỉ có môn thể thao. Còn về ứng dụng điện thì ví dụ mình có hút thuốc hiền lành, nhiệt tình và rất là tốt bụng, sống rất độc lập và có chí cao tiến. Thì nhược điểm thì mình đau bắt rất là kém. Chỉ ra hãy dùng mọi người một bài hát lời anh muốn nói của nhóm dân em. Xin em đừng khóc khi em không ở bên. Xin em đừng khóc khi đôi ta giận hờn. Đừng để nước mắt rồi mọi em vui. Hãy để nụ cười đột trên môi của em. Hãy cứ đầy lắng quan tâm em ngày đêm. Hãy cứ để anh sống với những mong chờ. Muốn nói một điều từ sâu trong lòng anh yêu em chỉ vậy thôi. Hy vọng là nghe xong cái đoạn clip vừa rồi thì các bạn cũng là mường tượng được trong đầu, hình dung ra ngày hôm nay chúng ta sẽ được làm quen với những bạn như thế nào. Mặc dù hiện tại là chưa thấy hình ha, mới có nghe tiếng thôi nha. Bây giờ thì cho chị Tường hỏi hai bạn nam của mình trước nè. Tới nha, tới là ở ô cửa màu đỏ ha. Mình xem hai cái video clip vừa rồi của hai bạn nữ thì mình có ấn tượng gì không? À, cô làm võ ấy chị. Cô làm võ phải không? Tại sao em lại ấn tượng với bạn đó? Thích gái có võ hả? Võ thì chắc là mạnh mẽ hơn chị ạ. À, có võ mạnh mẽ hơn ha. Ở Nghệ An, ở quê hương của bác đó, đánh võ ghê lắm đó. Thế thì bây giờ mình giới thiệu về bản thân mình một chút đi. Thích nấu ăn là mình nấu được những món gì ngon là kể chị Tường nghe với coi nè. Bình thường hay nấu những món gì nè? Hầu như là món nào em cũng nấu được. Mà không món tổ thì ạ. Mấy mốt ví dụ mình lấy vợ thì mình có sẵn sàng chia sẻ chuyện bếp núc, mình có sẵn sàng là xuống bếp nấu cơm cho vợ con mình ăn không? Hay là cái chuyện bếp núc là của vợ? Có đi chị. Cuối tuần thì mình sẽ thay vợ hoặc người yêu nấu cơm cho người yêu hoặc vợ ăn. Ok. Hiện tại là tới đang ở với ai? Dạ, em đang ở với mình ạ. Tới là đang ngồi ở ô cửa màu đỏ nha quý vị nha. Rồi bây giờ Tường sẽ hỏi Trang nè. Khi mà xem hai cái video clip của hai chàng trai thì Trang có ấn tượng với chàng trai nào chưa? Trang đang ngồi ở ô cửa màu đỏ. Vâng, em ơi chị, em thấy rất là thích bạn trai biết nấu ăn ạ. Wow, là chàng trai ngồi chung ở ô cửa màu đỏ với mình luôn đó. Anh tới mới giới thiệu đó. Em nghĩ là nếu mà con trai biết nấu ăn thì chắc là cũng sẽ biết sẻ chia đồng cảm với người yêu hoặc là người vợ của mình ấy. Thì em nghĩ là người đàn ông như thế là đó. Hồi nãy chị thấy em là cái clip vụ đi võ đó là sao? Em học võ từ nhỏ ạ. Sau đó thì được thầy huấn luyện viên của đội tuyển tỉnh tuyển về đội tuyển tỉnh tập luyện và thi đấu cho tỉnh Nghệ An. Một thời gian tập luyện và thi đấu thì em được đội tuyển quốc gia gọi ra tập luyện ạ. Rồi sau đó trong thời gian em học đại học thì em chuyển về thi đấu và tập luyện cho đội tuyển quân đội nhân dân Việt Nam. Wow, vận động viên quốc gia luôn. Những cái giải thưởng của em đạt được là giải gì, chia sẻ với mọi người với. À, em có huy chương vàng đại hội thể dục thể thao toàn quốc 4 năm tổ chức một lần ạ. Kiểu cạnh tranh khốc liệt, có khá nhiều huy chương vàng bạc đồng trong các giải trẻ, giải vô địch. Qua wow, trời ơi nha, hai anh cẩn thận nha. Trời ơi, người ta huy chương vàng, huy chương bạc mà người ta vận động viên là đội tuyển quốc gia nha. Ủa, là cái môn võ em học là võ gì cưng? Dạ em học karate. Đa gì em? Dạ em đai đen nhị đẳng. Trời ơi, đai karate, đai đen nhị đẳng thì vận động viên quốc gia là quá dữ luôn rồi. Thấy anh cẩn thận nghe. Nấu ăn cho tôi ăn đi, hứa tôi mà không nấu là tôi quýnh à. Nghe học khó hiền lắm chị. Không có nghe gừng giống chị mới tả đâu. Không, bây giờ chị hỏi thiệt nè. Chị hỏi cái này hỏi thiệt hỏi vui nha. À, mình học võ, mình đi thi đấu bao nhiêu năm vậy đó, ở ngoài đời thực tế có khi nào em đã có một cái trận nào mà bị phải quýnh lộn, mới bị phải tự vệ gì đó với một cái đối tượng nào chưa? Thực ra em từ lúc học cấp 3 hay là học đại học thì mọi người đều kiểu biết em như thế rồi, hay là hoặc là nhìn em như nào đấy, nên là mọi người không ai dám ăn hết. Không ai dám ăn hiếp phải không? Rồi, quá ngon lành. Trời, chị nghe chị còn sợ nữa. Không dám ăn hiếp em. Rồi, bây giờ qua đến hai bạn ở ô cửa màu xanh. Tường hỏi bạn trai trước. Tiến ơi. Hồi nãy như chị coi, chị nghe không là Tiến cũng ở Nghệ An, phải không Tiến? Dạ vâng, em ở Nghệ An. Mình xem hai cái clip của hai bạn nữ, mình có ấn tượng gì chưa? Một người đồng hương với mình mà trình bày bản thành tích võ thuật như vậy thì không biết là với cương vị của một người đàn ông thì em thấy như thế nào? Em thấy bạn gái đấy là rất là nam tính. Em thấy bạn gái đấy là rất là nam tính.
nam tính hay gì? Trời ơi, rất bạn gái rất là nam tính. Người ta thùy mỹ đó, na vậy mà la nam tính. Trời ơi, tôi thấy thùy mỹ muốn chết nè. Các bạn này học vò nên anh nghĩ lại bạn nam tính thôi. Rồi, thế còn mình thì sao? Mình đi Hàn Quốc được mấy năm rồi? Em đi được 5 năm rồi chị. 5 năm, đi hợp tác lao động hả cưng? Nãy chị nghe là em đang còn tiếp tục muốn đi nữa, cho nên là em chưa có xin việc làm ở Việt Nam đúng không? Cái đấy thì còn tùy thuộc vào nếu mà mình lấy vợ, nếu mà hai vợ chồng mà kiểu thỏa thuận với nhau ấy. Nếu mà mình muốn bây giờ ở nhà mà để cho hạnh phúc gia đình thì mình có thể ở nhà để mà kiếm việc làm ở nhà để... À, cho chị hỏi một chút là mình đi 5 năm như vậy thì thật sự cái này nó hơi tế nhị, nhưng mà chị cũng muốn hỏi luôn để xem là khi đi làm việc ở nước ngoài nó có khó khăn, nó có khắc nghiệt lắm không? Cái kinh tế thì mình khá hơn khi mình làm ở Việt Nam đúng không em? 5 năm để dành được nhiều không? Thì tất nhiên là mình cái gì cũng có cái giá của nó chị. Nếu mà mình sang bên đấy thì lương nó cao hơn, thì đi sang bên kia thì mình cô đơn hơn, người Việt nó ít hơn chị. Ừ. Về Việt Nam vậy là bao lâu rồi? Em về được 9 tháng rồi chị. Đó là những cái thông tin của bạn Tiến ha, ở ô cửa màu xanh. Như vậy thì chương trình chúng ta chỉ còn một bạn nữ cuối cùng thôi, đó là em Yến ha. Hồi nãy giờ mình có ấn tượng với chàng trai nào chưa? Em có ấn tượng với Tiến ạ, thì em thấy anh hát khá hay ạ. À, mình đang còn sinh viên năm cuối thì trong đầu mình có những kế hoạch gì cho tương lai chưa? Em nghĩ là em sẽ phải hoàn thành nốt chương trình việc học của em, xong rồi kiếm một công việc phù hợp. Yến là sinh năm bao nhiêu? Em sinh năm 1999 ạ. 99. Bây giờ hai anh trai trong chương trình của mình thì có vẻ là tuổi lớn hơn mình như vậy nhiều, thì không biết là bạn trai của mình là lớn hơn nhiều như vậy em thích không, hay là thích chỉ cùng cái trang lứa của mình thôi? Em thì em trải qua khá là nhiều mối tình ạ, thì đa số là bằng tuổi và ít tuổi hơn em ấy. Nên là em cũng mong muốn tìm một người bạn trai lớn tuổi hơn, em hy vọng là trưởng thành hơn, chiều chuộng em hơn. À, hy vọng lần này mình thay đổi, coi như là thay đổi cái phong thủy coi nha, coi có cái gì khác biệt không nha. Bây giờ tôi khai thác tình trường luôn nè. Đó, bây giờ Yến sao, kể lại tình trường chị Tường nghe coi, mình trải qua mấy mối tình rồi? Em trải qua nhiều quá, em không thể kể được. Cái mối tình nào mà nó gây cho em nhiều cái ấn tượng? Có một mối tình thì khoảng tầm thời gian này năm ngoái ạ, thì anh ấy là một kiểu nhạc sĩ, em thì rất là thích mê ca hát rồi, thì ấn tượng đầu tiên thì em đã rất là thích anh ấy rồi. Sau đấy thì em có kiểu nhắn tin, kiểu thả tính qua lại, thì em thấy anh cũng kiểu thả tính lại với em, thì em nghĩ là kiểu hai đứa sẽ thích nhau ấy. Mà sau một thời gian thì dương anh ấy hiểu mất tích, và anh ấy không có một lời giải thích gì cho em. Tại em thì kiểu em muốn xác định lâu dài anh ấy, nên là em cũng rất là buồn ấy. Mối tình kiểu mất thời gian để quên lâu nhất ấy. Phải mất bao lâu mới có thể quên được? Thì bây giờ em vẫn còn nhớ anh ấy. Mà đến bây giờ em có gặp lại anh đó không? Hay là mất tiêu luôn? Trong khoảng thời gian trước thì anh ấy có liên lạc lại với em, xong rồi anh ấy lại nhân biến mất. Xong rồi anh ấy lại liên lạc lại và anh lại biến mất một lần nữa. Hay là tại ta có vợ? Xong rồi thì anh ấy chặn hết mọi thông tin của em. Hay là nhiều khi ta có vợ rồi? Không, anh ấy chụp thích một người khác. Chắc chắn những người đàn ông như vậy là không có còn độc thân nữa, không có cô đơn nữa. Một là người ta cũng có người yêu chính thức của người ta rồi, hai nhiều khi người ta cũng có vợ có con rồi. Lúc nào người ta buồn bồ, giận bồ, hay là hai cha hoặc lầy bồ, người ta đi du lịch đi chơi hay gì đó, người ta rảnh quá người ta mới đi kiếm mình chút. Còn khi nào mà bạn gái của người ta xuất hiện là người ta lóc mình, người ta sợ mình phá hoại. Trời ơi, lần sau rút kinh nghiệm nha. Mấy cái vụ này chị Tường rành lắm. Đàn ông mà cứ biến mất là bảo đảm những người đó là nguy hiểm lắm, đừng có nên đụng vô. Em có chia sẻ là em gặp cái anh đó anh hát hay là em thích ảnh liền. Vậy thì cái gu của em á, cái kiểu của em là mình thích người ta trước hay là mình thích được bạn trai đeo đuổi mình? Em thì ban đầu nếu mà em để ý một chàng trai nào đấy, nếu mà người ta để ý lại mình thì em lại không thích nữa. Em thích những cái người mà kiểu hơi khó theo đuổi một tí á. Theo tình thì tình phụ, mà phụ tình là tình theo em ơi. Mình muốn cho nó yên bề thì mình phải kiếm cái người nào yêu thương mình, chăm chút chiều chuộng mình. Mình cứ chơi cút bắt trò chơi với mấy anh kia chia cho nó khổ. Rồi, nếu đã như vậy thì Tường lại quay lại với tiếp tục cái bạn ở ô cửa màu xanh luôn. Tình trường của Tiến sao Tiến ơi? Em thì chính thức trải qua hai mối tình. Từ đến Hàn Quốc thì em yêu một cô sinh năm 98, được gần một năm thì cô ấy cũng hơi trẻ con một chút. Em thì bận làm việc, nhưng mà cô ấy thì khi nào nhắn tin cũng bắt em rep hết, với lại khi nào cô ấy cần thì em phải đến bên cô ấy. Sau một thời gian thì cảm thấy không hợp nhau ấy, thế thì cô ấy bảo cô ấy chia tay. Thì chia tay một thời gian thì cô ấy có người yêu luôn. Thế còn cái mối tình còn lại? Mối tình còn lại thì em mới quen được khoảng 4 tháng trước, một cô cùng quê sinh năm 2000. Trời ơi, nhỏ dữ vậy. Thì cô ấy đang làm việc ở Hà Nội, trong thời gian đang giãn cách xã hội này thì em không ra được với cô ấy, thì cô ấy có người mới nên
nên là thôi chia tay luôn. Trời ơi sao khổ vậy trời, bây giờ dịch bệnh mà làm sao mà ra được, có phải mình không muốn ra đâu mà tại con Covid nó không cho mình ra mà. Như vậy là yêu xa là không được rồi. Hai cô trước gì mà sinh năm 2000, rồi một bạn ở bên Hàn Quốc á thì em la trẻ con quá, rồi bây giờ chương trình hôm nay còn bạn gái 1999 luôn đó, em thấy sao? Em thì cũng có thể thay đổi được cho phù hợp với người khác, nhưng mà em cũng đến tuổi đấy, muốn kết hôn cái đấy, nên là em cũng không thể chờ được lâu. Đây coi, mọi thứ là tùy duyên nha, tình yêu nó rất là bất ngờ. Rồi thế bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi ở ô cửa màu đỏ nha. Thì với cô gái võ thuật của tôi trước nè, cô Trang nè. Trang ơi, tình trường sao Trang? Dạ em có hai mối tình ạ. Mối tình đầu tiên là mối tình học sinh ấy chị. Cuối lớp 10 thì em có quen một bạn và yêu được khoảng gần một năm ạ. Mối tình thứ hai là một bạn em quen ở đội tuyển quốc gia ấy chị. Dạ quen 5 năm ạ. Trời ơi, rồi làm sao chia tay vậy? Dạ em cảm thấy sau một thời gian yêu thì em bị coi bạn đấy là trung tâm quá vậy. Và em cảm thấy là mình không được là chính mình trong cái mối quan hệ đấy nữa anh chị. Nếu mà mình gặp đúng người thì mình không cần phải cố gắng gồng mình là mình phải là người như thế này hoặc người như thế kia ấy chị. Vừa ý bạn ấy thì em cảm thấy là trong mối tình khi mà mình được là chính mình thì mình sẽ hạnh phúc nhất. Tính cách của em nó hơi trẻ con một chút, mỗi lúc mà em hơi tính khí hơi không tốt hoặc hơi trẻ con thì bạn ấy sẽ kiểu chỉnh sửa em hoặc là sẽ muốn em phải như thế này phải như thế kia ấy chị. Có một thời gian thì bạn ấy chuyển công tác đi một nơi khác thì bắt đầu em xa bạn ấy và em có một vài suy nghĩ kiểu ngồi lại và tự suy nghĩ về tình của mình và em cảm thấy em có một vài quyết định và sau đó bọn em chia tay ạ. Là do bạn đó đi xa, nói chung là cũng xa mặt rồi, cách lòng nó khó khăn rồi chia tay luôn. Tới ơi, em trải qua mấy mối tình rồi Tới? Em thì trải qua cũng có hai mối tình rồi. Cái mối tình nào là nó để lại cho em nhiều cái ấn tượng sâu sắc nhất nè? Mối tình đầu tiên thì được hơn 4 năm thì ạ. Từ lúc đấy thì là một người đang đi học, một người đang đi làm, quy định nó khác nhau. Quen nhau 4 năm rồi không thương lượng được, không chờ đợi nhau, không trao đổi với nhau được hả? Cô ấy thì dự định đi nước ngoài thì du học ấy. Cô đi du học? Em đang học, em học muộn mà. Cô đi du học cái là chia tay hay là sao? Cô ấy thì bảo là thôi bây giờ là hai đứa thì nó khó về cái gọi là hai nơi nó khác nhau quá và cái suy nghĩ nó khác nhau ấy. Rồi ai là người chủ động chia tay? Cô ấy thì ạ. Rồi em không có níu kéo gì hết, em chia tay em ừ luôn. Không, em níu kéo với chị nhưng mà người ta đã quyết rồi, làm sao mình níu được nữa. Em thích mẫu người như thế nào? Em tưởng tượng ra bạn Yến hôm nay ra làm sao? Em thì thích mà mẫu người từ cao khoảng 1m85 trở lên đi chị, hiền lành, sống có tình cảm một chút, chung thủy nữa. Nãy giờ có tưởng tượng gì ra bạn Yến như thế nào không? Em nhìn qua hình thì thấy Yến rất là xinh. À, vậy còn Yến thì sao Yến? Yến thích một mẫu người như thế nào nè? Em thì cũng không có mẫu người cụ thể đâu. Chiều cho em một chút thì em cũng khá là thích. Còn hai chàng trai hôm nay thì anh được tiên thì khá là hay ạ. Còn anh thứ hai thì biết nấu ăn thì em thấy là điểm khá là tốt ạ. Đường tình yêu đi qua con đường bao tử nha Tới nha. Em là lợi thế lắm nha Tới. Biết nấu ăn là mấy bạn nữ khoái lắm á. Rồi thế còn Trang, Trang thì thích mẫu người như thế nào nè? Dạ em thích mẫu bạn trai trưởng thành, khỏe mạnh, thích chơi thể thao, cao khoảng 1m75 trở lên và nặng cũng trên 75 cân. Nếu bạn ấy thích đọc sách nữa thì rất là tốt ạ. Tới cao mét mấy Tới? Dạ em cao 1m71 ạ. Cũng ngon rồi, vậy được rồi. Trời ơi, tiêu chuẩn của cô Trang hơi cao nha. Cao 1m75, nặng 75kg, còn biết đọc sách, ước mơ cũng chị là mơ. Bây giờ xin mời quý vị, chúng ta sẽ đến với phần 2, đó là mở cửa trái tim. Xin mời, cho 4 bạn cùng xuất hiện trên khung hình. Chào các bạn. Chào các bạn nha.
Giờ tôi dí ông tới tiếp nè. Ấn tượng đầu tiên như thế nào khi vừa nhìn thấy bạn ấy? Xinh chị ạ. Xinh chị ạ. Giống cái sự tưởng tượng của mình không hay là nó khác? Nhỏ con hơn, con gọn hơn. Gọn hơn. Nói chung là nếu mà bảo bạn ấy học võ thì không ai tin chị ạ. Tình ha. Chắc là em không đủ cái yêu cầu chiều cao. Trời ơi, 1m75 mà bây giờ cao 1m71 là được rồi. Tôi nói rồi, thực tế không có ai bày con lành vậy đâu. Còn Trang sao Trang? Ấn tượng của Trang khi thấy thầy giáo của tôi như thế nào? Dạ, ấn tượng đầu tiên của em ấy bạn tới là khá chỉnh chắn ạ, hiền lành. Cô Trang có men lắm không Tiến? Bây giờ chị em thay đổi rồi chị ạ. Thay đổi. Bây giờ cảm thấy bạn ấy dịu dàng hơn, xinh gái và cảm thấy cũng khá là chín chắn. Bạn Yến thì mới đang còn trẻ thì còn hơi lãng mạn một chút. Rồi cô gái cuối cùng, cô gái nhỏ nhất trong chương trình ngày hôm nay. Bé Yến ơi, bé Yến thì như thế nào? Em thấy cả hai anh đều khá là trưởng thành ạ, chín chắn. Em có ấn tượng với chàng trai nào chưa? Em ấn tượng với cả hai anh. Không, người ta trẻ mà người ta trả lời khôn dễ sợ không? Ấn tượng với cả hai anh luôn, cho nó nhanh, cho nó lẹ, không bỏ sót anh nào hết trơn á. Rồi, thế bây giờ mình có những cái chủ đề là các bạn sẽ cùng nhau trò chuyện để mà mình tìm hiểu nhau được nhiều hơn. Rồi, chủ đề đầu tiên của ngày hôm nay là gì? Nếu bạn trai hoặc là người chồng mà nói rằng em chỉ cần yêu bản thân, không cần đi làm kiếm tiền để anh nuôi em, thì bạn gái suy nghĩ như thế nào? Trước tiên, cô gái Yến sẽ chia sẻ trước, mình sẽ nhìn góc nhìn của cô gái trẻ này, sinh viên năm 3 như thế nào nha. Em thì em thích tự mình đi làm kiếm tiền hơn là để người khác nuôi. Nếu như trường hợp mà bạn trai em nói với em như vậy thì em sẽ trả lời anh ấy như thế nào? Em sẽ bảo với anh ấy là em thích tự lập hơn là để người khác phải lo lắng ấy. Rồi nếu anh cứ vẫn cương quyết, anh vẫn cứ kiên trì như vậy thì em tính làm sao? Nếu mà kiểu yêu mình, thích mình thì sẽ kiểu cũng không có cãi mình đâu ạ. Nhưng mà có những đàn trai người ta cũng kiên quyết lắm, người ta cũng rất là kiên định, muốn bạn gái ở nhà thôi, không có đi làm gì cực khổ. Có nhiều khi người ta ghen nữa, người ta không muốn cho em đi làm, không muốn em tiếp xúc, ở nhà anh nuôi, anh lo. Thì nếu mà gặp phải một cái người như vậy thì em sẽ xử trí như thế nào? Nếu mình không có thương lượng được chứ, em có cam chịu như vậy hay không? Hay là mình phải chấm dứt mối tình đó, hay là em xử trí như thế nào? Không chị, chia tay luôn chị. Chia tay luôn chị. Rồi còn Trang thì sao? Nếu mà bạn trai hoặc chồng em nói về em như vậy thì em cảm thấy là cũng rất vui ạ. Vì điều đó chứng tỏ là bạn ấy rất là yêu em. Em sẽ trò chuyện với bạn ấy và nói rằng là dù em có đi làm hay không thì em vẫn rất là yêu bản thân. Và việc yêu bản thân trong đó có cả việc là em được làm việc mình thích và theo đuổi những cái đam mê riêng của bản thân, chứ không phải là chỉ ở nhà và làm nội trợ hoặc là chỉ ở nhà để anh nuôi. Và em nghĩ là một cô gái độc lập sống với những cái niềm vui của bản thân thì mới hạnh phúc. Và nếu mà bản thân hạnh phúc thì mới có thể cùng nhau xây dựng hạnh phúc cùng một người. À, Tiến ơi, em thì thấy như thế nào? Theo em thì Yến không nên nói thế ạ. Nói với người yêu thì ngồi lại nói với nhau rồi nói với anh. Theo em thì tình yêu ấy là nó phải có sự thấu hiểu của cả hai ấy. Đối phương cần gì thì mình cho, kiểu hai bên cho nhau ấy, thì nó hạnh phúc hơn. Chứ một người mà cứ chuyên cho còn người kia chuyên nhận thì người lâu ngày thì hạnh phúc thì nó sẽ không đến được đâu chị. Với lại nếu mà một người mà không đi làm thì thời gian rảnh nó nhiều thì em nghĩ là cũng không hạnh phúc đâu, vì phải có một công việc để quên đi thời gian, nó trôi đi nhanh hơn và cảm thấy hạnh phúc hơn. Như vậy là em cũng đồng ý là ví dụ bạn gái của mình với vợ của mình là cũng được, cũng đi làm đồ thoải mái đúng không? Chứ em cũng không muốn là để vợ ở nhà. Đối với em thì em cũng có thể nuôi, nhưng mà có cái công việc để cho mà quay hòa và có công việc để thời gian nó trôi qua nhanh thì nó hơn. Cảm ơn em. Thế còn Tới thì sao? Suy nghĩ của Tới thì như thế nào? Quan điểm của em thì về vấn đề đấy thì tốt nhất là người phụ nữ là họ sẽ tự chủ về tài chính thì họ sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn, không phụ thuộc vào người chồng. Thế còn nếu mà bảo là chồng bắt ở nhà thì nó sẽ là gò bó suốt ngày quanh quẩn ở nhà, nó cũng rất khó. Theo bạn Yến nói mà bảo là bây giờ nếu mà người yêu hoặc chồng của mình đề nghị ra cái phương án đấy mà bạn ấy này bảo là chia tay hoặc gì thì nó cũng vội vàng quá. Thì nếu mà người chồng hoặc người yêu của mình mà đề nghị ra cái phương án đấy, theo em thì là cả hai sẽ ngồi nói chuyện với nhau, đi đến một cái kết luận hợp lý một chút, chứ không phải là người ta ép mình ở nhà.
theo quan điểm của em thì em không muốn người yêu hoặc vợ mình ở nhà. Thời ông bà mình, cha mẹ mình là nhiều khi phụ nữ là chỉ ở nhà nội trợ bếp núc thôi. Bây giờ thì chắc là bắt phụ nữ như vậy cũng hơi khó, tại bây giờ là thời buổi nó hiện đại rồi, nam nữ cũng bình đẳng rồi, nữ cũng phải đi ra ngoài kiếm tiền, thậm chí có những gia đình là nữ mà còn nhiều khi kinh tế còn mạnh hơn cả nam nữa. Nhưng mà nói chung mình không có cái nào đúng và không có cái nào sai cả, tùy theo mỗi trường hợp, mỗi hoàn cảnh của gia đình thì chúng ta sẽ thỏa thuận cái cách nào đó mà miễn sao gia đình mình cảm thấy là nó vui vẻ, nó hạnh phúc và nó tốt nhất là được. Bây giờ chúng ta sẽ đến với chủ đề thứ hai của ngày hôm nay, có nên yêu lại người cũ hay không. À, chủ đề này tôi mời thầy giáo trước nè, anh Tới ở ghế màu đỏ. Theo em thì cũng rơi vào nhiều trường hợp chị ạ. Cũng có thể là nếu mà do mình làm sai, phạm cái sai lầm nào đó thì mình sẽ xin lỗi và sẽ tìm mọi cách để níu kéo cái mối tình đấy. Nhưng mà theo quan điểm của em thì đã là người yêu cũ rồi thì khó có thể là quay lại được với nhau được. Mình đã chia tay rồi thì vết thương trong lòng thì đau đớn, biết được là bây giờ là mình chia tay thì sẽ buồn nhưng mà cố mà vượt qua thôi. Chứ còn đã chia tay rồi nhau rồi, quay lại thì không được bền nữa được. Dù có cố như thế nào đi nữa thì trong lòng mình luôn cảm thấy một cái điều no sợ, hay là một cái điều cảm giác như là sẽ đến một lúc nào đó thì người ta cũng lại rời xa mình thôi. Chuyện gì đã qua thì thôi để cho nó qua. Nên là em, quan điểm của em là sẽ không yêu lại người cũ nữa. Còn Tiến thì sao Tiến? Mình có nên yêu lại người cũ hay không? Nhiều người thì người ta vẫn yêu lại được vì là tình cảm sâu đậm. Nhưng mà theo em thì em không. Một cái bát đã vỡ rồi thì có gắn lại thì nó cũng có nhiều cái rạn đất không được như mới đầu nữa chị. Còn Yến thì sao Yến? Tổng thương một lần là đủ rồi đó chị. Lần này thì tôi đồng ý ý kiến của cô gái này nè. Cái chuyện tình của em hồi nãy em kể đó, là em có yêu cái anh mà anh nói gì đó, anh làm nhạc sĩ mê anh hát gì đó, mà bây giờ ảnh đi mất tiêu rồi. Bây giờ giả tỷ một ngày nào đó, bây giờ ảnh quay trở lại nè, ảnh đàng hoàng, ảnh là hồi tâm chuyển ý, nhiều khi ảnh bỏ cô kia, anh chia tay cô kia rồi, ví dụ vậy đó. Giờ ảnh chăm sóc em, ảnh yêu thương em nè, thì giờ em có muốn thử quen với ảnh không? Không chị ơi, tại trước đấy thì anh ấy cũng có quay lại rồi lại bỏ em thôi ấy. Nghĩa là anh ấy bỏ em một lần thì anh sẽ bỏ được nhiều lần hơn thế ạ. Anh ấy bỏ một lần thì bỏ nhiều lần hơn hả? Trang thì sao Trang? Không ai sống hai lần trên một dòng sống như vậy. Tức là dòng sống ở cái thời điểm đó là mình đã quyết định như vậy thì đó là quyết định tốt nhất của mình rồi. Thì em nghĩ là những cái cảm xúc và quyết định đấy thì nó sẽ không thể quay lại một lần nữa, nguyên vẹn như thế nữa, nên là em cũng chọn là... Cả bốn bạn trẻ ở đây là đều không đồng ý với cái chuyện là quen lại người yêu cũ. Vậy mà tại sao ông bà già xưa mình lại có cái câu là tình cũ không rủ cũng tới? Tụi em nghĩ sao? Đấy là kiểu là khi người ta kết hôn rồi đấy, sau thì người ta gặp lại, người ta quen nhau lại. Chứ mấy khi mà kiểu mà tình cũ không rủ cũng tới, kiểu là đang độc thân mà người ta tới với nhau đâu. Có đó, nè, kinh nghiệm tôi làm 7 năm trời mai mối nha. Tôi nghe có nhiều câu chuyện là coi như là cái mối tình đó là mối tình đầu ha, quen nhau ha cả chục năm, nhưng mà thật ra trong cái giai đoạn cả chục năm đó mới tới đám cưới á, là gãy gánh dọc đường, mạnh người này quen người khác, mạnh người này quen người khác, rồi mấy chập rồi cuối cùng quay lại rồi lấy nhau và sống hạnh phúc luôn. Trên thực tế chuyện gì cũng có hết đó. Nhưng mà nói chung là bản thân chị Tường cũng đồng quan điểm với tụi em, cái gì nó qua rồi là qua luôn em ơi. Thế thì bây giờ là hiểu biết nhau nhiều nào, nghe quan điểm của nhau nhiều, chia sẻ nhiều. Thì bây giờ chị Tường sẽ mời mỗi bạn sẽ phát biểu một câu nữa thôi. Mình có muốn nói điều gì trong giờ phút này hay không? Muốn gửi lời đến ai đó trong chương trình này cái gì hay không? Rồi sẽ kết thúc và chúng ta sẽ đi đến tới vòng cuối cùng, đó chính là cái khoảnh khắc quyết định. Xin mời Tiến trước đi. Thì bây giờ của em là em cũng lớn tuổi rồi chị, em là chỉ còn muốn yêu một thời gian để kết hôn thôi. Được hai bạn ở đây thì em có cảm tình với bạn Trang. Bạn Hiến thì bạn ấy còn trẻ quá, đang học đấy, tâm hồn bạn ấy đang lãng mạn quá, em cũng có thể yêu được. Và nếu mà đã còn trẻ thì em có thể yêu được bạn ấy, nhưng mà bây giờ đang em lớn rồi nên là em cũng khó mà chờ bạn ấy. Mời Tới. Em thì có tuổi rồi ấy, thì cũng muốn tìm một người tìm hiểu để hai đứa còn đến với nhau ấy. Nếu mà còn trẻ thì là Tiến thì là sẽ là hợp thôi. Còn về bạn Trang thì em thấy suy nghĩ của bạn Trang là chính xác. Thế vậy Yến cảm xúc như thế nào? Em thấy em hơi bị lạc lõng giữa đám đông.
Sao lạc lòng em? Tại mấy anh kìa, mấy anh cứ nói là em nhỏ quá, không hợp. Cái cổ thấy cổ lạc lõng đó. Thì anh không nói em là trẻ con hay gì hết, anh cũng có thể chấp nhận được. Nhưng mà em bây giờ đang học ấy, thời gian nó còn nhiều. Anh thì nhiều tuổi rồi nên là anh không thể chờ được nữa. Vậy em học xong năm nữa em lấy chồng luôn rồi sao? Thì em có thể hẹn hò chị. Thiếu gì người đang đi học, rồi người ta lấy đó. Chồng lớn tuổi hơn vợ, người ta lớn hơn 1-20 tuổi còn được nữa đi. Huống chi có mấy tuổi, mọi thứ nó chỉ mới là cái lý thuyết thôi. Còn cụ thể vô thực hành mà dính vô tình yêu rồi là khó nói lắm. Dính vào tình yêu thì IQ bằng không mà chị. Cũng không biết trước được tương lai. Đúng rồi, đâu biết trước được tương lai. Mấy anh này không có kinh nghiệm gì hết trơn à. Chúng ta sẽ đi đến cái vòng cuối cùng, khoảnh khắc quyết định. Các bạn đã chuẩn bị sẵn dùm cho chị Tường những cái biểu tượng là trái tim và biểu tượng mặt cười chưa? Nếu như mà mình muốn kết nối với người nào ở cái ô cửa màu nào thì mình sẽ đưa cái trái tim màu đó lên. Còn nếu như chúng ta cảm thấy rằng là chúng ta chưa phù hợp với ai hết, chưa tìm được đối tượng, thì chúng ta có quyền đưa cái biểu tượng là gương mặt cười. Chị Tường xin mời các bạn hãy nhắm mắt lại. Chị Tường sẽ có 5 giây đếm ngược để chúng ta bắt đầu đưa cùng một lúc biểu tượng của mình nhé. Xin mời các bạn cùng nhau nhắm mắt và hãy sống thật với đúng trái tim của mình, suy nghĩ của mình, cảm xúc của mình. Thay đổi rồi chị ạ. Thay đổi. Bây giờ thấy cảm thấy bạn ấy dịu dàng hơn, xinh gái và cảm thấy cùng khá là chín chắn. Bạn Yến thì mới đang còn trẻ thì còn hơi lãng mạn một chút. Em có đi làm hay không thì em vẫn rất là yêu bản thân. Và việc yêu bản thân trong đó có cả việc là em được làm việc mình thích và theo đuổi những cái đam mê riêng của mình. Em thì em thích tự mình đi làm kiếm tiền hơn là để người khác nuôi. Nếu như trường hợp mà bạn trai em nói với em như vậy thì em sẽ trả lời anh ấy như thế nào? Em sẽ bảo với anh ấy là em thích tự lập hơn là để người khác phải lo lắng ấy. Em thì chỉ cần một người phụ nữ là yêu thương mình thôi, không cần phải là xinh quá hay là công việc quá. 5 4 3 2 1. Xin mời biểu tượng của các bạn, sự lựa chọn của các bạn. Cười. Hôm nay cùng thành công, chúc mừng cái đã được từ hai cái mặt cười đó chứ sao. Chúc mừng một cặp đôi màu đỏ đó, đó là thầy giáo Tới và cô Trang. Bây giờ cho Tường hỏi một chút xíu nè, mình hỏi cái cặp không chọn trước đi nha. Tiến ơi, muốn lấy vợ liền cho nên là bạn lại đưa cái việc mặt mà cười đúng không? Còn Yến có buồn gì không? Em xin lỗi tại em từ đầu là nói thế là nên là bạn buồn rồi. Đúng rồi, thôi mặc dù là trong chương trình ngày hôm nay ha, mình chưa có kết nối được với nhau, nhưng mà chị Tường cũng cảm ơn hai bạn rất là nhiều vì đã dành thời gian đến với chương trình Ghép Đôi Thần Tốc và tin tưởng chị Tường ha. Mặc dù hôm nay là cái nhân duyên chưa có tới với mình, nhưng mà không sao cả, thì mình cũng có một cái buổi trò chuyện thật là vui vẻ đúng không? Và chị Tường chúc cho các bạn là được nhiều sức khỏe nè, và sẽ sớm tìm được một nửa yêu thương của mình nha. Kính thưa quý vị, khi đến tham gia chương trình Ghép Đôi Thần Tốc, mặc dù là cặp đôi không thành công, nhưng mà nhãn hàng bột giặt John cũng tặng cho mỗi bạn 1 năm sử dụng miễn phí bột giặt John 2-trong-1, giặt và xả tất cả trong một nhé. Và cảm ơn hai bạn đã đến với chương trình. Chúc cho hai bạn sẽ sớm tìm được một nửa yêu thương của mình. Cảm ơn chị Đường nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với cặp đôi ngày hôm nay. Thầy giáo ơi, cảm xúc hiện tại của em như thế nào Tới? Vui nhưng mà hơi run chị ạ. Không biết nói thế nào. Em có nghĩ là Trang cũng sẽ bấm nút chọn mình không? Hỏi thiệt. 50 đây chị ạ. Thì em thấy bạn Tiến sẽ gần bạn Trang ở quê Nghệ An hơn. Hai bên sẽ hiểu nhau hơn là em ngoài Hà Nội. 50-50 nhưng cuối cùng em cũng quyết định theo cái trái tim của mình đúng không? Chúc mừng cho hai em nha. Đây là cặp đôi đã bấm nút thành công. Thì Tường cũng xin thay mặt chương trình chúc cho hai bạn đã trở thành một cặp. Dù là hai bạn đến đây từ hai nơi khác nhau, nhưng mà đã đồng ý về một hướng cùng nhau. Đó cũng chính là thông điệp mà nhãn hàng John gửi gắm qua chương trình. Và để chúc mừng sự 2-1 của các bạn, nhãn hàng bột giặt Joy hân hạnh tặng cho mỗi bạn 1 năm sử dụng miễn phí bột giặt Joy 2-trong-1 nha. Và đặc biệt nha, nếu như hai bạn mà tiến tới hôn nhân thì nhãn hàng bột giặt Joy 2-trong-1 sẽ tặng cho các bạn là 2+1 là 3, 3 năm sử dụng miễn phí bột giặt Joy 2-trong-1, giặt và xả tất cả trong một nha. Cảm ơn hai bạn rất rất là nhiều luôn đã đến đăng ký tham gia chương trình. Một lần nữa là chúc cho tất cả
muốn bạn tham gia chương trình ngày hôm nay luôn luôn được nhiều sức khỏe và thành công. Và Tường cũng xin cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi, đồng hành và ủng hộ cho chương trình Ghép Đôi Thần Tốc. Một lần nữa, các Tường xin cảm ơn nhãn hàng bột giặt Joy 2-in-1, giặt và xả tất cả trong một đã tài trợ chính cho chương trình. Và quý vị khán giả ơi, đừng quên khung giờ phát sóng của chương trình nha. Chương trình Ghép Đôi Thần Tốc được phát sóng vào lúc 22:30 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình Ghép Đôi Thần Tốc sẽ được phát sóng vào lúc 22:45 chủ nhật hàng tuần trên kênh YouTube MCD Media.